Trong công việc làm ăn của mỗi chúng ta, dù là làm rèm hay làm bất cứ nghề gì thì giao tiếp luôn là điều quan trọng nhất. Học giao tiếp tốt thì chưa chắc bạn đã thành công, nhưng có một điều chắc chắn rằng những người thành công phải là những người giỏi giao tiếp. Trong cuộc sống đời thường, khi gặp một ai đó hay là trong một cuộc event hội nghị thì chắc chắn các bạn muốn giao tiếp với một ai đó, nhưng mà thật khó khăn để bắt chuyện phải không nào? Rồi một loạt các câu hỏi như không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói gì tiếp theo và làm sao để tiếp diễn được câu chuyện. Thì hôm nay Dạy Rèm Điều Hường sẽ cho các bạn một số những cái gợi ý để các bạn có những cái câu chuyện nói mãi nói hoài mà không hết với những cái người mà đối tác mà các bạn muốn nói chuyện. Công việc đầu tiên là khi gặp bất cứ ai thì các bạn hãy cúi chào, luôn luôn mỉm cười và năng lượng như một đứa trẻ. Bởi vì như thế thì bất cứ ai cũng sẽ yêu mến khi mà gặp các bạn. Lời chào thì cao hơn mâm cỗ, nụ cười thì luôn làm vui lòng tất cả mọi người. Rồi khi bạn muốn tiếp chuyện với một ai đó thì hãy lại gần, mỉm cười và cúi chào. Sau đó giới thiệu về bản thân mình, tên là gì, đến từ đâu, đang làm công việc gì. Như vậy là đối phương chắc chắn cũng sẽ vui vẻ và đáp lời lại khi bạn. Khi mà đã có những cái thiện cảm đầu tiên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi mở. Chú ý là những câu hỏi mở, không phải là câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là câu hỏi đúng sai và chỉ trả lời là đã hết rồi. Câu hỏi mở là những câu hỏi mà để cho đối phương có thể mở lòng ra tâm sự, kể những câu chuyện. Trong lúc ấy thì chúng ta hãy lắng nghe, biết được đối phương thích gì, cần gì, muốn nói gì và quan tâm đến vấn đề gì. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp nối cái câu chuyện một cách dễ dàng bằng những cái câu hỏi tiếp theo. Hãy cho đối phương một giá trị nào đó trong cuộc hội thoại, ít nhất là niềm vui. Một số câu hỏi mở như là bạn hay thích làm việc gì? Cái sở thích này sẽ khiến đối phương kể ra rất là nhiều chuyện. Câu hỏi tiếp theo là vì sao bạn lại làm nghề này? Ví dụ như tại sao bạn lại làm nghề rèm? Tại sao bạn lại làm thợ may rèm? Tại sao bạn lại thích bán rèm? Cơ duyên nào khiến bạn làm nghề rèm và cơ duyên nào khiến bạn đến đây tham gia buổi họp event này? Bạn thực sự quan tâm đến vấn đề gì? Bạn muốn gặp những người như thế nào? Tôi có thể giới thiệu những người bạn của tôi cho bạn. Việc bạn đang quan tâm nhất là gì? Việc quan trọng nhất mà bạn đang làm là gì? Thật sự muốn quan tâm, họ sẽ chia sẻ rất là thật, không phải là những câu hỏi hời hợt. Hãy lắng nghe và nối tiếp những câu chuyện. Câu chuyện sẽ chẳng bao giờ dừng trừ khi bạn muốn nó dừng cả. Rồi chúc các bạn thành công. Và nếu như thấy hay thì hãy cho mình xin một đăng ký, một follow kênh, để lần sau Dạy Rèm Thiếu Hướng phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên kho tàng kiến thức về nghề rèm cửa, những kinh doanh trong nghề rèm và trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.